Ben Lan Hương thì dẫn sử dụng máy Jaguar CD2204W. Chú ý là máy Nhật 110, mình phải cắm dây máy vào cái bộ đổi nguồn kia mình tặng kèm. Mình sẽ cắm chỉ vào cọc chỉ, cắm cái chặn chỉ vào. Từ cuộn chỉ, mình vắt chéo chỉ ở đây để mình đánh suốt. Vắt chéo xuống dưới chân con ốc này, đi ra suốt, mình cắm suốt chỉ, gạt cái cọc này qua trái nhé. Gạt qua trái, cắm suốt chỉ vào, cuốn khoảng tầm 5-6 vòng gì đấy cho nó chắc. Gạt qua bên phải và ấn nút bật tắt. May thì bao gồm chỉ trên, chỉ dưới. Chỉ trên là cái cuộn chỉ này và chỉ dưới là cái chỉ ở suốt này. Đi chỉ để may thì mình nâng chân vịt lên để đi chỉ trên. Đó là nâng chân vịt từ cuộn chỉ. Bước 1, móc vào đây. Sau đấy móc vào cái móc này. Các cái khe, của cái khe kẹp chỉ trong này, xoay bánh đà cho kim lên cao, móc vào cái móc của chân kim cái lá thép rất nhỏ đây, mình cầm mình móc như thế này sẽ vào đây. Sau đấy mình dùng hỗ trợ xỏ chỉ hoặc là mình dùng thủ công để được thể hạ chân vịt xuống để xỏ cho dĩ. Trợ xỏ chỉ mình móc đây, nó có hai cái móc ở đây nhé, móc vào này, kéo chỉ dài ra một chút này, nhớ kéo chỉ dài ra một chút, móc đây, móc theo cái khe này, đi thẳng ra về sau đấy, kéo nó sẽ cắt ở đấy. Và để ý là kim phải ở vị trí cao nhất, ấn cái cần này xuống đấy, cần hỗ trợ xỏ chỉ này xuống, ấn mạnh thả ra, nó sẽ kéo chỉ qua kim. Chỉ dưới thì mình kéo cái thanh đen đen này kéo qua phải, cái mặt nhựa nó sẽ mở lên, lấy suốt chỉ ra. Khi lắp vào này, sợi chỉ ở phía bên trên sang phía bên trái này, kéo thử suốt quay ngược chiều kim đồng hồ. Mình đặt vào, gài sợi chỉ vào cái rãnh siết ở đây. Sau đấy kéo qua trái, lấy chỉ dưới lên, mình xoay bánh đà về phía lòng mình, tay trái nhớ cầm chỉ trên, cầm ngang như thế này, mình xoay tầm một vòng thôi. Kim đi lên thì mình cầm chỉ trên, mình kéo nhẹ lên, nó sẽ kéo chỉ dưới lên, chỉ đôi ở đây mình cầm rút lên là được. Cho xuống giữa khử dưới chân vịt ra phía sau, đẩy cái này thì mình đẩy từ bên phải qua bên trái, mình đè nó xuống. Đây là máy có các đường may này, thì bên này là số hàng chục, bên này số hàng đơn vị, thì có từ 00 đến 69. Mình thích may đường nào thì mình chọn đường đấy, ví dụ 00 là đường thẳng này. Cái này là điều chỉnh cái mau thưa đấy, nó nháy đèn này, sang phải là thưa, qua trái là dày. Cái này độ rộng zig zag thì khi mà mình điều chỉnh thì kim nó sẽ chạy qua trái qua phải này. Để cho mình may, ví dụ mình muốn cách mép nhiều thì cho kim qua trái, mà muốn cách mép vải ít thì mình cho qua phải như thế này. Muốn kim ở chính giữa thì mình sẽ điều chỉnh cái này ra giữa. Ví dụ bây giờ mình thay chân vịt, mình chạy giả vắt sổ trước, sau đấy mình sẽ chạy các cái đường cơ bản nhé. Thay chân vịt thì mình ấn vào cái thanh đen đen ở đây, cái nút đen đen ở sau gót chân vịt, mình đè vào ngay ngón tay luôn, chân vịt nhả ra, chân vịt giả vắt sổ nó có thanh chắn đen ở đây. Khi lắp vào
để ý là cái thanh ngang này được ngập vào bên dưới cái mỏ này. Nhìn từ trái hoặc từ phải qua mình sẽ thấy cái mỏ chân vịt này nó có cái khuyết hình chữ C, nó sẽ ngập vào cái thanh ngang này. Mình hạ cần nâng hạ chân vịt xuống, mình hạ cho nó ngay thì nó sẽ ngập. Mình cho cái sợi chỉ vào sát mép bên của cái thanh chắn đen và kéo ra sau, nó có hở đấy. Ví dụ giả vắt sổ, mình căn để vào cái mép vải, nó chạm nhẹ vào phía bên này của thanh chắn màu đen này. Mình chọn cái đường zig zag số 03. Độ rộng zig zag mình để lớn nhất này, mau thưa thì tùy mình chỉnh thôi. Mình sẽ căn chỉnh khi nào đẹp là được. Để với cái chân này thì mình sẽ xoay thử bánh đàn. Kim nó không đâm vào chân vịt. Thử để tốc độ chậm trước. Nếu mà mình thích cái đường giả vắt sổ nó dày hơn thì mình có thể điều chỉnh cái mau thưa này nhỏ lại một chút. Chạy mình cứ căn cái mép này, nó mép vải nó chạm nhẹ vào cái thanh chắn màu đen là mình vắt sổ này sẽ rất là đều và đẹp nhé. Khi dừng lại mình kéo vải ra phía sau một chút, xong rồi xoay đi xoay lại, vần đi vần lại, vần tiến vần lui bánh đà, kéo vải ra. Đây, cái đường vắt sổ rất là đẹp luôn. Đấy, nó ôm mép vải không bao giờ bung ra được. Đây, đằng này thưa hơn này, sang đằng này dày hơn này. Mình sẽ thay qua chân vịt thường để may chức năng một số đường thêu của máy. Đây, máy có các cái đường trang trí, ví dụ như đường 07 chẳng hạn. Đấy, mình cũng có thể điều chỉnh mau thưa các kiểu. Máy này có rất là nhiều đường trang trí đẹp đó. Này, ví dụ như cái đường này trang trí ở viền cổ áo tay áo rất là xinh luôn. Tương tự các đường khác thì mình cứ thích đường nào mình chọn đường đấy mình chạy nhé. Hướng dẫn thay kim. Thay kim thì mình sẽ cho cái kim thấp xuống một tí cho dễ cầm. Vặn cái ốc này ra, lỏng ra, kéo kim xuống. Khi lắp, chú ý máy này máy Nhật, dùng kim HA kim Nhật nhé, không mua kim tàu nhé. Kim HA của Nhật, mặt dẹt quay ra phía sau, đẩy cho nó chạm kịch lên, sau đấy vặn chặt ốc vào là được.